Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vị Channel. Mình là Thúy Dung, vui vẻ của bạn đây. Đến hẹn anh em, hôm nay chúng mình cùng nhau tìm hiểu về những loài chim có những phẩm chất đáng ngưỡng mộ về tình yêu, tình bạn, chung thủy sắc son, mang trong mình niềm tin và hy vọng chẳng thua kém gì con người. Có khi chúng ta cần phải học hỏi nó thêm. Đầu tiên phải kể đến chim uyên ương, biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Khi nói đến chim uyên ương, người ta thường liên tưởng ngay tới sự tích đôi uyên ương luôn gắn bó với nhau, không xa không rời, như hình với bóng. Dù lúc bay trên trời hay đậu trên cành cây, hồ nước, đi kiếm ăn, thậm chí cả khi ngủ, chúng vẫn luôn có đôi, có cặp. Chúng luôn bảo vệ người bạn đời của mình, dù phải đối mặt với kẻ thù sống còn. Trong trường hợp không may có một con chim không còn nữa, thì con kia sẽ luôn ở vậy cho tới cuối đời. Cũng bởi thế mà người ta thường gọi những cặp đôi yêu nhau có một tình yêu đẹp là một cặp uyên ương. Thứ hai là chim hồng hạc, tình bạn răng nong đến bạc đầu. Nhắc đến hồng hạc, người ta thường nhớ ngay đến loài chim có chiếc cổ dài, đôi chân như siêu mẫu và bộ lông ngũ óng mượt, màu hồng nổi bật. Và khoa học đã chứng minh rằng chim hồng hạc không chỉ đẹp mà còn sở hữu những tính cách đáng quý, đó là sự thủy chung, trung thành, gắn bó lâu dài với bạn bè và bạn đời của mình. Hồng hạc cực kỳ trung thủy trong mối quan hệ vợ chồng, chúng gắn bó với bạn đời một cách hòa thuận, xây dựng tổ ấm và nuôi con. Những con chim hồng hạc khi đã thân nhau, chúng sẽ cùng nhau bay lượn, kiếm ăn, chia sẻ ngọt bùi, vào sinh ra tử với nhau. Kiểu như không thể sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nay tôi với anh nguyện đi cùng giây, cùng phút, cùng giờ, cạn hết chén này. Chim hồng hạc là một trong số ít loài sinh vật thuộc giới tự nhiên tuân thủ quy tắc kết bạn, chọn bạn mà chơi. Chúng sống cùng nhau, bay cùng nhau, đứng cạnh nhau và chết cũng cùng nhau. Thứ ba là chim hải âu, biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Có rất nhiều những câu chuyện, bài hát tình yêu nói về cánh chim hải âu. Dù bay khắp phương trời nhưng chỉ cần nơi ấy có một nửa của mình thì biển rông, gió bão nó cũng quay về. Ngoài ra chim hải âu còn có tình yêu to lớn với đại dương và biển cả. Dấu ấn về những chú chim này là biểu tượng cho sự tự do, phóng khoáng, niềm tin và sự sống bất diệt. Hải âu có nghi lễ giao phối rất độc đáo. Khi cặp hải âu nào có ý định kết đôi, chúng sẽ tìm cách chụp mỏ nhau để tạo ra tiếng động vui tai. Trong khi đó, những con chim nẻ non khác cũng phát ra âm thanh lách cách cho đến khi tìm được bạn tình. Hải âu chỉ chọn con nào phát ra tiếng kêu đồng điệu với mình. Trong thực tế, loài chim này còn rất trung thủy, chúng dành sự say mê cả đời chỉ cho một bạn tình duy nhất. Đặc biệt, chim hải âu còn rất quấn quýt và thường có những hành động thân mật, tình cảm, công khai với nhau. Trên đây là ba loài chim có những phẩm chất đáng ngưỡng mộ về tình yêu, tình bạn và những giấc mơ đại dương xanh. Bạn yêu thích loài chim nào nhất? Để lại ý kiến và bình luận dưới đây nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nhớ đăng ký và ấn thích để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn yêu dấu của tôi.